cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng triệu tập ông Lê Đình Kình. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Người thân gia đình ông Lê Đình Kình, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội xác nhận với phóng viên về việc Cục Điều tra Bộ Quốc phòng vừa gửi giấy triệu tập ông Kình lên làm việc, tuy nhiên ông Kình từ chối vì lý do đang gãy chân. Trao đổi với phóng viên Dân trí, người thân của ông Kình xác nhận thời gian vừa qua ông Kình có nhận được giấy triệu tập lên làm việc với Công an thành phố Hà Nội của Cơ quan Điều tra Bộ Quốc phòng, tuy nhiên ông Kình từ chối đến cơ quan điều tra làm việc với lý do đang điều trị gãy chân. Thông tin từ gia đình ông Kình cho biết, ông Kình hiện đại đang điều trị gãy chân và rất khó đi lại nên cụ đề nghị cơ quan chức năng về xã làm việc. Theo thông tin trên giấy triệu tập, vào ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Cơ quan Điều tra Hình sự các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, ông Kình được triệu tập bởi là người có liên quan đến vụ án. Trước đó, vào ngày 30 tháng 3 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ngày 15 tháng 4 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ, trong đó có cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi. Sau đó, ngày 16 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã có công văn đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Lê Đình Kình vì ông Kình đã khai báo về hành vi phạm tội, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ. Trên cơ sở đề nghị của Công an thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ của Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đối với ông Kình. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội và Trại tạm giam Công an thành phố thực hiện quyết định về việc hủy bỏ quyết định tạm giam đối với ông Kình theo đúng quy định. Chiều ngày 20 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ đối với ông Lê Đình Kình. Sau đó ông Kình đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội và các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện tiến hành can thiệp, mổ xử lý xương. Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của ông Kình tiến triển tốt. Đến chiều ngày 2 tháng 5 năm 2017, ông Kình đã được các bác sĩ xuất viện về với gia đình. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Được đón. Chiều tối ngày 6 tháng 8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội bần thần khi nhận tin dữ từ trường trung học quốc tế Gert Gray, Cầu Giấy, Hà Nội thông báo con trai mình đã tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện E Hà Nội. Anh Lê Văn Sơn, bố của cháu LHL cho biết đây là buổi học thứ 2 của cháu tại trường quốc tế Gert Gray.